Anh ơi, lên 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 lên. Ui sao em quay mãi giờ mới lên đây, bao ra được đâu ấy. Ui, anh đi đi đi. Đây, em nhìn thấy con rắn nó chui chui nó lồ xác đây anh ấy. Ui, em thấy con rắn nó lồ xác đây này anh ấy. Đâu? Đây, chỗ này anh ấy. Đây, nó lồ xác ở trong này anh ấy. Ê, đây, 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 con đây. Tảnh lắm, tảnh lắm, tảnh nhéo. Đây nào anh. Cô ơi. Mấy ổ liền gì. Đây, cháu phát hiện rồi cô ạ. Thế sao rắn rồi? Rắn rồi ạ. Rồi, thử đây. Ôi, quả lột đây. Rắn ở đây ra trên núi nó xuống. Vâng. Đây. Wow. Lỗ rắn rồi, lỗ rắn rồi. Thử to lắm. Đứng thủ, đứng thủ, đứng thủ đây. Chắc là trong đó. Đánh rồi. Thôi, đánh rồi. Nghe thử đó. Cẩn thận đấy, đừng có tay vào bao. Ui ơi. Anh ơi đi không? Ui 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 trong, ui trong ơi. Có gì anh? Ê, qua con nó bò vào mà anh. Cái gì trong đâu? Hai con vào. Ui. Đây đây đây. Đâu rồi? Ê, cho các người xem mắt nó kìa. Rồi. Thấy luôn à? Đấy. Ôi ngon rồi. Ui, mình giống nó quay ra rồi. Đấy. Ui, ngon rồi, ngon rồi. Đúng không? Đúng 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 anh ơi. Con mắt nó tối. Ui, ngon rồi, ngon rồi. Chịu cẩn thận đấy, chúc bạn cẩn thận. Đấy này, đấy này. Nó thỉnh thoảng ăn gà nhà cô à? Thỉnh thoảng nó ăn gà, thỉnh thoảng nó xuống nó ăn gà. Thỉnh thoảng nó chết rồi, không biết là đâu. Thế mọi người đấy thì... Đấy, chắc là ta thấy cái nó chui đây thôi. Nó vẫn nóng lắm nhỉ? Thế là đang làm việc ở đây mọi người thì phát hiện hai con rắn lột xác trong nó chui ở đây thì mình gọi anh em đến bắt nó luôn mọi người ạ. Ủi xấu lắm, đâu rồi? Nó chạy đâu rồi, nó chui đâu mất rồi. Nó nỗ rồi, nó nỗ rồi. Các anh vào trong đây, mình đi à. Covid rồi. Dễ lắm. Quý lắm. Chưa nhiễm phát nào đúng không anh? Ui. Tốt rồi, tốt. Ui giời ơi, đây này. Đây. Đây này. Ôi. 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 Ê mọi người. Tôi nào. Ôi. Ua. Ôi. Ghê đây, ghê đây. Ghê thế, ghê thế. Anh em trong túi nào? Trong một đôi nhá. Ua. Ui, cẩn thận anh ạ, cẩn thận. Chắc phải mấy con đồ. Con của má nó cũng nguy hiểm nhá. Quên đeo cái tay vào kìa. Đeo cái tay vào. Túi đeo cái tay vào cũng được. Đeo cái tay vào anh ạ. Đeo cái tay vào. Đeo cái tay đỡ nguy hiểm. Dạ, đưa cái này. Để cho nó đấy. Anh em phải sử dụng này cho nó an toàn mày nhá. Tránh tình trạng bị rắn nó cắn nó rất là nguy hiểm. Chốc lật cả mấy lúc này cái ra thì chắc. Ui giời. Đây mọi người. Ui giời. Chết chưa? Ui. Chúng mà mọi người nó ui. Quá. Cái tay mày cầm tay, mày cầm tay bên kia. Ôi ôi đây. Ui giời. Con ơi. Ui nhiều nhiều lắm anh ơi. Ui cái này nó một ổ rồi. Bé con bé nhỉ? Bé. Con này nó vừa kiểu như là vẫn đang ngủ đông. Ừ, vẫn là gầy lắm. Bây giờ nó ra ngoài. Nó nhiều lắm ấy. Ui vẫn còn anh em ơi. Chắc có phải ra cái đống gạch kia kìa. Ui đi mọi người. Ui giời. Nhiều thế nhỉ? Ủa sao nhiều thế? Ui giời. Ghê quá. Ghê quá, ghê quá. Ui. Chụp quần chưa? Hát quần này. Một đấu. Ui giời, hát quần một đấu này. Ui giời ơi. Ôi giời ơi. Ui giời ơi. Em ăn nhỉ? Ui giời. Ui giời. Ui giời. Cẩn thận bao. Nó còn đúng gạch kìa. Ui giời ơi, sao mày ăn được. Ui giời ơi. Ui. Ui giời. Bình tĩnh, bình tĩnh. Phải nó dữ lắm, nó dữ lắm. Làm nó giã dữ. Cắn bên ngay. Bọn này cắn. Nó không trước chữa đâu. Bọn này cắn là phải đi viện luôn. Nghĩa là phải sơ cứu. Nó đánh lên nói cho rồi. Ui nó đánh nhau này. Đánh nhau rồi, đâu đâu? Bục trời, nó cắn nhau. Đánh nhau rồi, chắc là vừa nhìn thấy cặp cây đạp rồi. Kìa. Hết rồi. Hết chưa anh? Hết rồi. Hết rồi à? Hết mọi người ạ. Em lòng hết nha. Hết rồi đấy. Hết rồi. Ui. 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 Con này bị loạn ruột rồi mọi người. Con này bị thương rồi. Bị thương rồi. Con này chỗ em thịt nhá. Kìa.
Ôi. Ôi nó bòn, ôi nó bòn. Nó găng tay đeo vào. Bắt găng tay vào không nguy hiểm. Ui nó vuông này, nó vuông này. Tấn công ấy. Đánh. Ui giời. Thịt. Con đấy mang về thịt. Thôi mọi người ơi. Thôi con này thả ra vườn nhá, anh em mình sẽ thả ra vườn đấy nhá. Thì có lẽ cái video này anh em sẽ tiếp tục thấy hay ủng hộ em nhá. Bây giờ anh em mình sẽ tiếp tục đi bắt rắn tiếp, mọi người thấy hay nhớ đăng ký kênh nhá. Xin chào mọi người nhá. Clip tiếp theo nhá.